xíu lơ đễnh hay là một tí xíu nó không để ý thôi là con mình sẽ bị cái gì thì sẽ rất là hối hận. Nhưng là hai vợ chồng quyết tâm cực cỡ nào muốn cố gắng là thay phiên nhau để mà chăm sóc nên nè đó thì nó thay đổi rất là nhiều. Và đặc biệt là mùa dịch thì cha chị cũng không đi học nữa. Cái nhà lúc nào cũng cảm thấy quá trời tiếng tiếng này tiếng kia, hết tiếng Anh hai Henry đến tiếng La Na khóc. Nhưng đôi lúc cũng có những cái tiếng cười rất là vui đó. Thì La Na và Henry là hai đứa đều rất là hào hứng, có máu hài sao. Tại vì trong cái lúc mà chị mang bầu hai đứa thì chị cũng hay coi kịch hài thôi, hay coi rap. Vì La Na bây giờ là xem rap, đọc rap Việt hay là coi những cái gì ồn ồn ào vẫn ngon lắm. Thật ra thì cũng có kinh nghiệm từ bé đầu tiên. Lúc mà chị có em bé thì chị không có ăn nhiều tinh bột nè, với lại là ăn nhiều cái món như rau củ, những cái món mà rau xanh hay là cá hồi, là những cái món rất là tốt cho em bé, cung cấp omega 3 hay là canxi. Thì lúc ăn xong thì chị tiết chế tinh bột lại. Thì trong lúc mang thai nên là chị làm khó một tí thôi. Sau khi sinh ra xong thì chị trở lại cái lần đầu đó thì chị rất là dễ hơn nữa. Với lại cơ địa của chị cũng may mắn là tại vì do chị tập thể dục và sinh hoạt, kiểu là mình tập thể thao thể dục. Kiểu hồi đó chị là diễn viên múa, cũng học 7 năm trường múa nên là kiểu da của chị nó có sẵn cái độ đàn hồi, như là trong cơ thể mình cũng có cơ. Thì khi mà mình sinh em bé là cái phòng bụng của mình lúc đó rất là ghê mọi người, cũng phải nói là thiên thần, kiểu là bụng căng như vậy xong rồi sinh xong thì mình tót ra liền. Nhưng mà em có những cái cách để mà mình làm rất là cơ bản. Đa phần những người phụ nữ Việt Nam đều cái này khi mà sinh thì đều có những cái hướng dẫn đó từ những trong gia đình, như là mẹ của mình vậy. Thì nó trường uống nè, hoặc là mình bụng nè, xong hơi đó là những cái mà giúp cho cái phần bụng mình nó co lại rất là nhanh. Thì đứa bé thứ hai thì vẫn sử dụng cái biện pháp đó, nhưng mà nói chung là khi mà sinh lần thứ hai thì chắc chắn là phần da và tất cả mọi thứ của mình nó sẽ rất là khó để phục hồi so với bé lần kia, nên thì cũng khá vất vả để mà lấy lại lắm nha mọi người. Mà được như ngày hôm nay thì chắc chắn là cả một sự nỗ lực, chứ không đơn giản như là mọi người thấy. Thì được như ngày hôm nay là một cách tự nhiên thôi nhé, đều cần có những cái bí quyết của mình nè, đều có một sự cố gắng thêm một cái khuôn khổ ăn uống cũng như tập luyện và cũng như là dưỡng da nữa. Nói chung là khi sinh xong thì là chị có nói với ông xã là ôi cha, đợt này sinh thì anh sẽ thấy được những vấn đề gọi là bị stress của người phụ nữ sau khi sinh là rất là ghê. Nó là mọi thứ nó không phải là như bình thường đâu mọi người. Nói chung là ai sinh em bé sẽ có cảm giác như vậy luôn. Tất cả mọi thứ đều tệ, nói chung là quá tệ, quá xấu. Bản thân là mình nói mình đã biết được trước rồi, tại vì đứa đầu tiên là mình đã có cảm giác nó rồi. Nói để cho ông xã cảm nhận thì may quá cũng không có chê, tại vì chê đâu được ở nhà sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đâu có chê. Chị có nói là thì em mới sinh mà cũng nói câu đó, nhưng mà biết thì cũng biết là cú cha chắc cũng thấy ghê lắm đó. Nhưng mà nếu mà người đàn ông thương mình thì họ sẽ thấy thương hơn là thấy ghê, giống như là mình tưởng tượng thì mình đã phải mang đạn để đo để sinh đứa con cho quê họ đúng không? Thì càng lại phải thương mình đó. Thì nhưng mà áo xạ thì có mọi thứ là nhẹ nhàng trôi qua, cho các bạn đang đợi cái MV đổi lại của tôi vì lâu rồi không thấy thì với hình tượng nhảy nhót rồi sôi động như lúc mà thời microphone hay là đó thì
nói chung mẹ bị sữa, hai con vẫn đang sung sức lắm. Chỉ khi mình cảm thấy mình sập sệ, mình chịu thua với mình thôi, chứ còn nếu mình cảm thấy mình không sung thì mình vẫn cứ làm vì bản thân mình, vì những người yêu mến mình. Còn một bài nữa đó, động chất của Phương Việt đúng không? Nói chung là mấy ngày hát là mua cả tá hoặc cả nhà rồi, nhưng mà cứ dịch lên là cũng cứ dịch lên dịch xuống. Kỷ niệm của